các bạn, Chinese rất vui khi gặp lại các bạn trong phần từ vựng của bài số 4. Trong phần này chúng ta sẽ có các kiến thức trọng tâm như từ vựng về thứ, cách nói cảm ơn, xin lỗi, cách đặt câu với động từ nghi vấn nọ và hội thoại chủ đề đi đâu làm gì. Và ngày hôm nay phần đầu tiên chúng ta sẽ học đó là phần thép phát âm thanh mẫu với nhóm âm Z, C, S là nhóm âm mặt lưỡi. Âm đầu tiên chữ Z, đây là một âm đầu lưỡi không bật hơi. Khi phát âm, đầu lưỡi của mình sẽ thẳng ra, chạm vào mặt sau của răng trên là răng trên, và đây là đầu lưỡi mình sẽ chạm vào nhau. Sau đó đầu lưỡi mình sẽ hơi thụt lại một chút để cho luồng hơi từ trong khoang miệng của mình đi ra ngoài các bạn nhé. Chư, chư, chư. Tiếp theo âm số 2 là âm C. Âm C cũng vẫn là âm đầu lưỡi nhưng khác, đó là mình phải bật hơi. Vị trí lưỡi giống như chữ Z, mình bật hơi như sau các bạn nhé. Chư, chư, chư. Lưỡi của mình sẽ chạm vào răng cửa và bật hơi ra. Bây giờ mình sẽ đọc lại phân biệt Z và C nhé. Là Z không bật hơi và C sẽ bật hơi này. Chư, chư, cha, cha, chai, chai, châu, châu. Tiếp theo âm S. Âm S cũng vẫn là âm đầu lưỡi trước. Khi phát âm thì đầu lưỡi sẽ tiếp cận với răng cửa dưới và sẽ tạo một sự ma sát đi ra ngoài các bạn nhé. Sư, 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 sư. Mình đọc lại ba âm này nhé. Chư, chư, sư. Chư, chư, sư. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt nhóm âm Z, quick và Z, C. Phần khác biệt thứ nhất đó là Z, quick đi với Y thì mình vẫn đọc là Y. Còn Z, C, đi với Y chúng ta sẽ đọc thành Ư. Chi, chi, si. Chư, chư, sư. Phần khác biệt thứ hai đó là Z, quick chỉ đi với U hai chấm thôi. Còn Z, C, S sẽ đi với U thường. Nhưng có một điều làm các bạn hay bị nhầm, đó là Z, quick đi với U hai chấm thì hai chấm ở trên đầu thường bị mất đi. Họ sẽ ghi là Z, U, Q, U và X, U. Nhưng mà các bạn thường hay bị nhầm đến chu, chu, su, nhưng không phải nhá. Đó là chui, chui, chui. Và bên nhóm Z, C, S thì mới là chu, chu, su. Phần thứ ba đó là Z, quick kết hợp với U hai chấm A, N. Mình sẽ đọc là yuan, chuan, chuan, chuan. Còn Z, C, S khi đi với U, A, N thì đọc thành quan, quan. Và tiếp theo mình có chữ Z, quick kết hợp với U hai chấm N thì mình sẽ đọc thành yuan, yuan. Còn Z, C, S đi với U, N chúng ta sẽ đọc thành quân, quân. Chuyên, chuyên, chuyên. Chuôn, chuôn, xuôn. Và còn một cái tip nhỏ nhỏ nữa, đó là các bạn sẽ để ý đến vận mẫu nhé. Những vận mẫu đi với Z, quick thì sẽ không đi với Z, C, S các bạn ạ. Ví dụ ở bài số 3 mình học các vận mẫu là có chữ I, I, A, I, N, I, N, G. Tất cả cái vận mẫu có chữ I đứng trước hoặc những vận mẫu có chữ U hai chấm đằng trước thì chỉ đi với Z, quick thôi các bạn nhé. Còn lại thì là những cái vận mẫu còn lại sẽ đi với Z, C, S. Chỉ có riêng cái chữ Y là nó sẽ đi với cả hai nhóm. Nhưng mà chúng ta đã đọc khác nhau rồi, đúng không ạ? Chúng ta đọc khác nhau đi rồi chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được các bạn nhé. Các bạn hãy lắng nghe và luyện tập thật nhiều lần thì chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp như thế thì chúng ta có thể ghi nhớ tốt hơn và biết phân biệt giữa Z, quick và Z, C, S các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần vận mẫu của bài số 4 các bạn nhé. Âm đầu tiên đó là âm Y thì nhắc lại đó là Z, quick kết hợp với Y thì đọc là Y. Còn Z, C, S kết hợp với Y thì chúng ta sẽ đọc là Ư. Tiếp theo vận mẫu E, R. Đây là một nguyên âm đặc biệt đứng một mình tạo thành âm tiết, không cần thêm thanh mẫu, vẫn có nghĩa bình thường các bạn nhé. R. Và đây là một âm cuốn lưỡi, vì thế các bạn sẽ cuốn lưỡi của mình lên nhé. R. Ví dụ này. R, 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 R. Mình còn số 2 đọc là R. Thanh 4. R. Tiếp theo vận mẫu U, O. Đây là vận mẫu kép, đọc như sau. U, U. Cái chữ O mình hơi nghiêng mình gần như chữ O trong tiếng Việt của mình nhá. Ví dụ cua, 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 cua. Cua có nghĩa là quốc gia hoặc
chuo, chuo nghĩa là ngồi. Tiếp theo ua, âm này là một âm vận ngữ kép, phát âm đọc gần giống ua trong tiếng Việt của mình nhé. Oa, 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 oa. Ví dụ hoa, hoa nghĩa là hoa trong tiếng Việt, nghe gần giống đúng không nào? Hoặc hoa, 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 hoa nghĩa là vẽ tranh. Tiếp theo uai, oai, oai. Ví dụ quay, quái, quải, quay, quay, quái, quải, quay. Ví dụ yêu quái, yêu quái, yêu quái. Hoặc xoài cưa, xoài cưa có nghĩa là xoái ca, đẹp trai đó các bạn. Tiếp theo uin, đây là một âm mũi các bạn nhé, âm mũi này đọc như sau. Quan, quan đọc gần giống như là o a n trong tiếng Việt ấy, sự u nó hơi nghiêng về o một chút các bạn nhé. Quan, quán, quán, quan, quan, quán, quán, quan. Ví dụ quản lý, quản lý có nghĩa là quản lý. U a n g đây cũng là một âm mũi các bạn nhé, âm mũi này mà mình đọc nào. Oang, oang. Các bạn chú ý là cái âm của người Trung Quốc nó vang hơn và nó cao hơn, mình thấy các bạn sẽ đẩy gò má cao lên các bạn nhá. Oang, oang. Hoang, hoảng, hoảng, hoang. Ví dụ hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu, nghe rất là tiếng Việt đúng không ạ? Tiếp theo un, tiếp tục là một vận mẫu mũi, phát âm là uôn, uôn, cuôn, cuốn, cuốn, cuôn, cuôn, cuốn, 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 cuốn. Ai đã đọc câu này thì mình sẽ nhanh nhất, tại vì nó có nghĩa là hút đó các bạn. Hoặc là hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng hôn. Tiếp theo ui, chúng ta sẽ đọc là ui, ui. Ví dụ tuệ, tuệ, đúng. Hoặc là quỷ, quỷ, đắt. Đó là toàn bộ phần phát âm của bài 4 ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe băng giọng bản xứ đọc lại bảng ghép vần này nhé. Bạn lưu ý trong lúc nghe thì chúng ta hãy cố gắng lắng nghe và cảm nhận thật nhiều để cảm được đúng cái âm thanh để đọc như thế nào. Sau khi đã nghe đủ nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ làm bước cuối cùng, đó là chúng ta sẽ quay video tự đọc lại và sẽ gửi lại bài để cho trung tâm chữa các bạn nhé. Zà, zư, zư, zai, zê, zau, zâu, zan, zân, zang, zâng, zông, cha, chơ, chư, chai, chau, chou, chan, chen, chang, cheng, chong, sa, se, si, sai, sao, sou, san, sen, sang, sông, sông, zu, zuo, zui, zuan, zun, chu, chuo, cui, chuan, chun, su, suo, suy,
酸孙多堆端蹲拖推湍吞挪挛啰挛抡瓜锅乖龟关棍光夸夸快亏宽坤框花豁歪灰欢昏慌蛙窝歪微弯温汪。Và ngày hôm nay chúng ta có một phần đặc biệt cần lưu ý nữa, đó là âm R và âm cuốn lưỡi các bạn nhé. Đó là chúng ta sẽ phải uốn lưỡi lên này, giữa âm R nhé. Mình có thể ớt thúng, ớt thúng, hoặc ớt sự, ớt sự, ớt chi, ớt chi, ớt tua, ớt tua, hoặc là ớt bảy. Vậy chữ R có nghĩa là nó kết thúc cái chữ đó, nó có chữ R thì mình cũng uốn lưỡi lên các bạn nhé. Chi nở, chi nở, chi nở, chi nở, hoa hoa, hoa hoa, hào quán, hào quán. Và phần cuối cùng là phần phân biệt âm và thanh hiệu. Các bạn sẽ nghe mang giọng bản xứ đọc, và nếu có thể các bạn hãy ghi xuống cái âm mà mình nghe được xem là âm nào nhé. Sau đó thì các bạn có thể so sánh mấy phần đáp án ở trên màn hình để xem là mình viết có đúng không các bạn nhé. Giá Cha Sa Zớ Chợ Sợ Zư Cứ Sư Dú 粗 苏 攒 餐 三 脏 仓 桑 枕 参 森 脏层 僧 Các bạn hãy cố gắng luyện tập thật nhiều, nghe đi nghe lại thật nhiều, và cuối cùng hãy quay lại video bảng phát âm và phần luyện tập thanh điệu này để gửi lại và được chữa bài cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn học thật tốt.